Quý vị khán giả và các bạn thân mến, hiện tại Diễm Duy đang chuẩn bị thưởng thức món hủ tiếu cần. Về phần cảm quan, Diễm Duy nhìn thấy phần hủ tiếu của mình rất là hấp dẫn nha. Có rất là nhiều những cái miếng cần đã được thái lát mỏng như thế này. À, một cái lát mỏng vừa ăn và khi mà chúng ta chấm vào nước chấm. Wow. Mùi rất là hấp dẫn. Cực giòn xinh xác luôn. Mình sẽ ăn kèm với lại sợi hủ tiếu. Sợi hủ tiếu mềm nha và dai dai. Khi mà để trong nước dùng á thì hủ tiếu đã thấm cái hương vị của nước dùng rồi. Nên là khi mình ăn vào mình sẽ vẫn sẽ cảm thấy là vừa ăn. Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ ăn kèm với lại một ít rau luộc nè và một miếng cần. Mọi người nên kết hợp cái loại nước chấm và sa tế ở quán để có hương vị đặc biệt nhất nha. Nước dùng của chúng ta đậm đà nè, ngọt thanh cái hương vị của nước hầm xương, ngoài ra còn có thịt bằm nữa.